bạn đã quay trở lại nơi cập nhật những thông tin bóng đá quốc tế mới nhất, nhanh nhất và nóng nhất dành cho người hâm mộ. Trước khi đến với nội dung chính trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. MU bị cáo buộc hủy hoại bóng đá. Nóng, tỷ phú Qatar thành công mua lại MU. MU chính thức có số 7 mới. Thủ thành Onana chính thức gia nhập MU. MU bị cáo buộc hủy hoại bóng đá. Tôi là một cựu cầu thủ của Manchester United, nhưng tôi tin rằng câu lạc bộ có tội trong việc hủy hoại bóng đá. Tờ Daily Star của Anh đã dẫn lời huyền thoại của Manchester United Paul Parker để giật tít trong bài viết được đăng hôm ngày 24 tháng 6. Huyền thoại của Manchester United và hai lần vô địch Premier League Paul Parker đã công kích câu lạc bộ cũ của ông và các đội bóng hàng đầu nước Anh tại Premier League đã làm thay đổi bộ mặt bóng đá ra sao. Daily Star viết, Paul Parker đã chơi 146 trận trên mọi đấu trường cho MU dưới thời của Sir Alex Ferguson, giành hai chiếc vô địch Premier League cũng như một cúp FA và League Cup trong thời gian 5 năm tại Old Trafford. Nhưng cầu thủ từng 19 lần khoác áo đội tuyển Anh tỏ ra chán ghét các câu lạc bộ cũ của Anh hoạt động trong những năm gần đây, với lý do số tiền của họ trả cho các cầu thủ là nhân tố chính khiến cả làng bóng đá bị hủy hoại. Phát biểu với Betting Expert về tình trạng tồi tệ của bóng đá hiện nay, Paul Parker khẳng định: "Bóng đá giờ đây đã trở thành một trò chơi do các cầu thủ điều khiển." Cựu ngôi sao của MU Paul Parker tiếp tục giải thích: "Các cầu thủ nắm giữ tất cả các quân bài và họ dường như được quyền lựa chọn. Họ khá ích kỷ trong cách nghĩ của họ và họ không đặt đội bóng lên hàng đầu. Nhưng đó không phải là cách bóng đá hoạt động. Hôm nay, tôi không làm việc như một chuyên gia. Tôi đã nói rất nhiều với tư cách là một cầu thủ. Tôi đã làm việc chăm chỉ và tôi đã đạt được những điều tuyệt vời với một câu lạc bộ tuyệt vời. Đó là điều mà các cầu thủ cần hiểu." Mặc dù đã chơi cho MU trong 5 năm, Paul Parker tin rằng câu lạc bộ cũ của ông đã đóng một vai trò rất lớn trong việc hủy hoại nền bóng đá. Paul Parker nói: "Có một khoảng thời gian nhiều năm trước khi các cầu thủ ký hợp đồng với Manchester United vì đó là Manchester United. Ngày nay, các cầu thủ ký hợp đồng với Manchester United vì Chúa mới biết họ có thể kiếm được bao nhiêu triệu đô la. Đó là lý do tại sao Man United cũng có lỗi khi hủy hoại nền bóng đá ở đất nước này. Họ không phải là câu lạc bộ có tội duy nhất, nhưng họ không vô tội." Premier League đã trở thành một gánh xiếc vì nó chỉ xoay quanh tiền bạc. "Gánh xiếc này đang dần giết chết trò chơi của chúng tôi và gánh xiếc này đã lấy đi mọi thứ tốt đẹp từ bóng đá của chúng tôi." Paul Parker sau đó đã cảnh báo về việc những đứa trẻ đang khám phá và nhìn nhận bóng đá ngày nay như thế nào. Điều đó mang đến viễn cảnh nguy hiểm cho thế hệ cầu thủ tiếp theo ra sao. Paul Parker cho biết, một số từ ngữ tồi tệ đã được nói về nền bóng đá của chúng tôi gần đây. Tất cả mọi thứ vì cách Premier League đã được vận hành. Bằng cách nào đó, chúng ta phải ngăn chặn kiểu sử dụng tiền này. Nếu không, bóng đá đang đối mặt với một tương lai đen tối. Bọn trẻ bây giờ lớn lên và chúng hiểu sai về bóng đá. Họ nghĩ rằng đó là môn thể thao mà bạn bắt đầu chơi vì bạn muốn kiếm tiền. Họ nên bắt đầu chơi vì họ thích chơi với bạn bè và muốn đạt được những điều lớn lao, không phải vì họ muốn làm đầy túi của họ. Nóng, tỷ phú Qatar thành công mua lại MU. Tờ Aguanta của Qatar khẳng định tỷ phú Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani đã thành công trong nỗ lực mua lại câu lạc bộ Man United từ tay nhà Glazer. Tuần trước, tỷ phú người Qatar tên đầy đủ là Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani đã đưa ra lời đề nghị thứ 5 và cũng là cuối cùng nhằm nỗ lực đạt được thỏa thuận mua lại MU. Ông đã đánh bại sự cạnh tranh từ Sir Jim Ratcliffe. Trước đó có thông tin cho rằng ông chủ của tập đoàn Ineos đã dẫn đầu trong cuộc đua này. Theo tờ báo Al Kawatan của Qatar, lời đề nghị của Sheikh Jassim để mua lại toàn bộ cổ phần của Man United hiện đã thành công. Tờ báo này đã đăng lên Twitter vào tối thứ hai rằng kết quả thỏa thuận sẽ được thông báo sớm. Gia đình Glazer, những người chủ sở hữu Man United kể từ khi mua lại vào năm 2005, đã thông báo vào tháng 11 năm 2022 rằng họ đang bắt đầu quá trình bán lại câu lạc bộ. Sau 3 vòng đấu thầu, Sheikh Jassim và Ratcliffe là hai ứng cử viên nặng ký nhất. Sheikh Jassim đưa ra lời đề nghị mua lại 100% cổ phần của Man United trong một thỏa thuận sẽ chấm dứt sự tham gia của gia đình nhà Glazer và câu lạc bộ. Trong khi đó, Sir Jim Ratcliffe đề nghị mua lại khoảng 60% cổ phần của câu lạc bộ và sẵn sàng để Abraham và Joe Glazer tiếp tục ở lại điều hành MU. Theo nhiều nguồn tin, anh em nhà Glazer đã chấp thuận bán MU cho Sheikh Jassim với giá 6 tỷ bảng Anh. Các thủ tục pháp lý đang được thực hiện và thông báo chính thức sẽ sớm có trong ít ngày tới. MU chính thức có số 7 mới. Alexandro Garnacho nhiều khả năng thừa hưởng chiếc áo số 7 còn trống tại sân Old Trafford do Cristiano Ronaldo để lại. Daily Mail, Manchester Evening News hay Goal đều xác nhận MU chuẩn bị trao chiếc áo số 7 cho Garnacho từ mùa giải 2023-2024. Trên trang cá nhân, anh trai của tài năng trẻ người Argentina cũng công khai hình ảnh Garnacho khoác chiếc áo số 7. Thậm chí, trang web MU cũng gợi ý về điều này khi đưa ra một câu hỏi để đánh giá sự hiểu biết của người hâm mộ về chân sút sinh năm 2004. Quỷ đỏ gợi ý rằng nếu là fan của Garnacho, bạn sẽ đạt ít nhất là 7 trên 10 điểm. Nếu thông tin trên trở thành sự thật, Garnacho sẽ trở thành cầu thủ tuổi teen đầu tiên thừa hưởng chiếc áo số 7 kể từ khi Ronaldo nhận được vinh dự này vào năm 2003.
Trước đó, nhiều cầu thủ như là Michael Owen, Angel Di Maria, Memphis Depay, Alexis Sanchez hay Antonio Valencia hoàn toàn gây thất vọng khi khoác lên mình chiếc áo số 7 huyền thoại. Edinson Cavani gây ấn tượng, song không đủ tạo tầm ảnh hưởng to lớn. Số 7 sau đó được trao lại cho Ronaldo khi anh quay trở lại sân Old Trafford hè năm 2023. Tuy nhiên, CR7 sớm chia tay MU vào tháng 11 năm 2022 do công khai thực hiện cuộc phỏng vấn chỉ trích huấn luyện viên Ten Hag, cầu thủ và ban lãnh đạo đội bóng. Trở lại với Garnacho, anh là phát hiện lớn nhất của MU trong mùa giải 2022-2023. Dưới bàn tay của huấn luyện viên Ten Hag, Garnacho khẳng định tài năng và có những bước tiến lớn. Chiến lược gia người Hà Lan thường cho chân chạy cánh 18 tuổi vào sân từ băng ghế dự bị, tận dụng tốc độ và sự đột biến của cầu thủ này ở những phút cuối trận. Athletic bình luận về phong cách thi đấu của Garnacho: bất kể đối mặt với hậu vệ nào, khi có bóng trong chân, cậu ấy không ngại chạy tới và tìm mọi cách để đột phá. Mặc dù nhiều lần không thành công, tiền đạo người Argentina vẫn có khả năng khiến hàng thủ của đối phương hỗn loạn bằng sự mạnh dạn của bản thân. Sau 30 lần ra sân, sao trẻ sinh năm 2004 ghi 4 bàn, kiến tạo 4 lần. Nhận thấy tiềm năng của Garnacho, ban lãnh đạo MU đã kịp trói chân cầu thủ mang dòng máu Tây Ban Nha bằng một bản hợp đồng có thời hạn đến hè năm 2028. Thủ thành Onana chính thức gia nhập MU. Trang tin Gazzetta dello Sport xác nhận Man United có thể chào đón tân binh cực chất trong hè năm 2023. Hơn một tháng trước, Man United được cho là đã đạt được thỏa thuận với David De Gea về một bản hợp đồng mới. Tuy nhiên, hàng loạt nguồn tin xác nhận thương vụ David De Gea có thể nguy cơ đổ bể. Thủ môn người Tây Ban Nha hoàn toàn có thể cân nhắc rời khỏi Old Trafford. Chính vì thế, The Athletic tiết lộ Man United đang xem xét một thỏa thuận khả thi cho Andre Onana. Nhưng thương vụ chuyển nhượng có xảy ra hay không còn phụ thuộc vào việc David De Gea rời câu lạc bộ khi hết hạn hợp đồng vào tháng này hay không. Theo Fabrizio Romano, các quan chức của Man United được cho là đã tổ chức một cuộc gặp với người đại diện của Onana. Mới nhất, Gazzetta dello Sport tiết lộ thương vụ Onana gia nhập Man United có thể diễn ra vào tuần tới. FC Inter News còn khẳng định thỏa thuận hiện đã được ký kết và phí chuyển nhượng nằm ở mức 50 triệu euro, khoảng 43 triệu bảng. Nhà báo Gianluca Di Maggio trước đó cho hay đây là mức giá mà Inter Milan yêu cầu. Gazzetta dello Sport thông tin thêm rằng Man United sẵn sàng trả cho Inter những gì họ muốn. Evening Standard tăng thêm hy vọng cho cổ động viên của Man United khi tuyên bố Onana rất muốn chuyển đến Premier League chơi bóng. Cầu thủ 27 tuổi vừa trải qua một giải xuất sắc khi giữ sạch lưới 8 trận ở đấu trường Champions League. Với việc từng cập bến San Siro với giá miễn phí, Inter Milan chắc chắn có lý do để bán Onana để giải quyết những khó khăn về mặt tài chính.